Anh nhớ em quá đi. Mỗi tháng á, Daddy chuyển thêm cho em á là mỗi tháng 10 triệu. Mình là con gái quê lên, mình phải giữ được cái nhân cách của mình chứ. Nhân cách nó có cho mày tiền không? Nhân cách nó có mua nhà, mua xe phục vụ gia đình của mày không? Nó là con gái của ông. Cái gì? Trời ạ. Bữa nay anh hạnh phúc lắm á. Cảm ơn em yêu nha. Làm Daddy vui là em vui rồi. Mà Daddy ơi, sao? Có chuyện gì cứ nói đi. Tháng vừa rồi á, Daddy chuyển cho em á. Em gặp phải nhiều chi phí quá nên là em chi không có đủ. Tiền phải không? Sao Daddy lại nói như vậy? Chết chuyện gì? Em thấy đứa bạn của em á, nó cũng có một Daddy, nhưng mà Daddy nó thương nó lắm. Trời ơi, cho nó lương rất là cao luôn, chứ không phải như Daddy này đâu. Trời ơi, thôi được rồi. Để bắt đầu kể từ tháng này, mỗi tháng á, Daddy chuyển thêm cho em á là mỗi tháng 10 triệu. Nghe không? Mà nhớ nha, hễ mà lương tăng á thì phải trả công cho nó xứng đáng thêm theo cái lương ấy mới được nghe không? Daddy tham lam quá. Sao lại tham lam? Đã tăng lương á thì cái người làm công á là phải làm mà trả công cho xứng đáng chứ. Mà nè. Sao? Ngày mai á là mẹ của em lên rồi. Hay là tạm thời 2-3 ngày sắp tới á, Daddy đừng có qua gặp em. Để khi nào mẹ em về rồi em gọi cho Daddy ha. Được rồi, mẹ lên thì tất nhiên là phải tiếp thôi. Yên tâm, anh không có qua mấy ngày đó. Mà nè, mẹ ở chơi á 1-2 ngày thì gì đó thôi. Em kiếm chuyện gì đó cho mẹ về quê sớm sớm, chứ để lâu quá đó, anh nhớ em lắm. Nghe không? Ủa rồi, nhưng mà mẹ lên em không biết dắt mẹ đi đâu chơi bây giờ. Thì chở mẹ đi vòng vòng ăn uống, đi siêu thị, rồi ra mấy cái trung tâm thương mại đó. Nhưng mà em có còn đâu mà dẫn mẹ đi siêu thị, đi shopping chứ. Ủa còn gì là còn gì? Daddy phải hiểu em chứ. Nói vậy cho tiền nghe không? Thôi được rồi, một chút nữa anh chuyển cho 20 triệu. Rồi cứ lấy đó, dẫn mẹ đi ăn cái gì đó ngon ngon. Rồi coi mẹ thích gì đó, mua sắm cho mẹ nghe không? Daddy cái này là số 1. Daddy của em phải vậy mới có đẳng cấp chứ. Tao nói mày á, mày mốt mày làm xong quá mày nhớ dọn dẹp sạch sẽ lại cho tao nha. Cái gì mà bừa bộn quá vậy? Thì giờ dọn nhà được chưa? Không ấy, muốn mày với ổng đi ra ngoài khách sạn đi. Muốn làm cái gì làm. Nhưng mà phòng này cũng là phòng của tao mà. Tự nhiên mày không cho là sao? Nhưng mà tao cũng ở đây, tao cũng đóng tiền mà. Nhưng mà ai đóng tiền nhiều hơn? Tao đóng tiền nhiều hơn thì tao có quyền chứ. Mày đóng ít hơn mà mày đặt ý kiến ý cò. Giàu, cái này tao khuyên thật với mày nha. Hay là mày đừng có làm này nữa. Mày bỏ đi, mày còn trẻ mà. Mày làm vậy á, không tốt cho mày sau này đâu Giàu. Có gì đâu mà không tốt. Mày không thấy là ông cho tao rất là nhiều thứ hả? Tao thấy mày như vậy là không tốt. Mà thôi, cái này cũng sống của tao, mày đừng có xen vào nó được không? Bạn bè với nhau tao khuyên mày thiệt á, giờ này tao thấy mày thay đổi quá. Mày lo, không kiếm tiền cũng tiền đủ hàng tháng cho tao là được rồi. Nè, một xíu mẹ tao lên đó là mày phải nói như những lời mà tao đã dặn mày rồi đó nha. Biết rồi. Mà tao thấy mày làm vậy kỳ quá à. Mày không sợ mẹ mày buồn? Có gì đâu kỳ. Có như mày á mới làm cho ba mẹ buồn á. Tính ra tao làm cái này á, tao mua sắm cho mẹ tao với quê hơi bị nhiều luôn á. Mẹ tao còn vui nữa, có gì đâu mà buồn. Ê, mày đẹp gì nè. Sao mày không chịu quen mấy ông nhà giàu đi? Chứ nghĩ sao đi quen cái thằng nghèo sơ, nghèo xét tới cả tiền trọ mà còn không có tiền để đóng cho mày nữa. Kệ tao đi, tao đi học, mốt tao tự kiếm tiền tự lo cho tao rồi. Đẹp mà ngu quá. Nè tao lên rồi. Tao nói gọi đó nha, mày mà biết xét là tao giận mày luôn á. Biết rồi. Mẹ.
vô đi. Dì Vân vô vô. Nghe bữa cơm hả? Dạ. Dạ, mẹ ngồi đi mẹ. Nghe bữa cơm luôn hả con? Dạ. Dạ cô đi xe mệt không cô? Cô không có mệt con. Dì, mẹ ăn cơm đi, để con gấp đồ ăn cho mẹ nha. Trời ơi, lâu lắm rồi á mẹ mới lên thăm con luôn á. Sao mẹ lên sớm á mà mẹ không cho con hay? Con tưởng đâu là tới chiều mẹ mới tới chứ. Mẹ đặt vé xe chiều, nhưng mà thấy vé xe sáng còn trống kia, mẹ nôn quá mẹ lên mẹ đi luôn. Vậy mà cũng không chịu gọi con tiếng cho con hay nữa. Ủa, con đi ăn tiệc về hả? Dạ, đâu có đâu mẹ. Sao nay mặc đồ đẹp vậy? Con mặc đẹp á là để đón mẹ lên nè. Trời, đón mẹ mà cứ cần phải mặc đẹp vậy không? Chứ anh, dạ. Con có đi làm thêm không? Dạ, gần tốt nghiệp mà cô ơi, con học buồn rồi, con không có thời gian ăn nữa, sao con đi làm thêm? Cùng khóa với vào mà đúng không? À, dạ dạ không, nhưng mà tối con cũng có đi làm lắm luôn. Vào nhà con thấy vậy chứ nó giỏi lắm. Rồi đó, nhà nghèo quá, mới đi lên học năm thứ hai à, mà nó làm hàng tháng nó gửi tiền về cho cô đều đều hết trơn. Mới vừa rồi còn gửi tiền mua máy giặt nè, rồi mua tủ lạnh nè, còn kêu cô mua cái gì? Dạ máy lạnh. Ờ, nó làm chi phí vậy? Ở dưới gió trời không cũng đủ mát rồi, mua làm chi? Mà tiếng Anh nó nói năm cuối rồi, học nhiều như vậy mà con đi làm vậy rồi có thời gian để học không con? Dạ có mà mẹ. Tại vì á, con tranh thủ con làm ban đêm, nên là con thấy thời gian của con vẫn ok á mẹ. Cả đời mẹ mày cực quen rồi, thì ngày cũng hai bữa cơm thôi chứ đâu có cần gì nhiều đâu. Chủ yếu là mẹ lo cho con. Mẹ chỉ mong làm sao con ăn học cho đến nơi đến chốn, rồi có công ăn chuyện làm, có tấm chồng cho nó đàng hoàng, để mà làm chỗ dựa. Như vậy là mẹ đủ hạnh phúc rồi. Năm cuối rồi, không mấy con nghỉ đi làm đi, lo học hành đi. Thôi, con không sao đâu mà mẹ. Mẹ có sợ tốn kém hoài à. Dù sao á, con cũng còn trẻ mà, con còn sức khỏe, thì con phải ráng đi làm. Báo hiếu được cái gì cho mẹ thì báo hiếu chứ, chứ mẹ đã cực khổ cả đời vì con rồi. Tuyết Anh. Dạ. Ở bên này á, có hai chị em, có gì á, con quan tâm, con trông chừng nói giùm cô nghe. Dạ, cô cứ yên tâm đi, dạ, coi chừng con thì có không? Mẹ mày ngủ chưa? Mẹ tao ngủ rồi, đang ngủ ở dưới á. Tự nhiên mấy bữa nay, tao thấy mẹ mày lên thăm mày nè, chăm sóc cho mày á. Cái tao nhớ mẹ tao quá à. Trời, có gì đâu. Thì trước giờ mẹ tao luôn vậy mà. Từ nhỏ lớn có hai mẹ con à, nên là mẹ tao luôn dành tất cả mọi thứ cho tao luôn á. Vậy tao hỏi thiệt nha, mày có thương mẹ mày không? Hỏi gì ngộ vậy trời. Mẹ tao thì đương nhiên tao phải thương chứ. Tại tao thấy mày cứ giấu mẹ mày hoài à. Bộ mày không sợ mẹ mày buồn hả? Tao cũng biết vậy, nhưng mà cuộc sống mà, nhà tao cũng đâu khá giả gì đâu. Mày có biết đó, mẹ tao đó cực khổ nuôi tao đến cỡ nào không? Giờ mẹ tao cũng lớn tuổi rồi, tao đâu thể nào bắt mẹ tao lo cho tao hoài được. Mẹ tao đó đơn thân nuôi tao cực khổ rồi, hy sinh vì tao quá nhiều rồi. Tao không muốn mẹ tao khổ nữa. Nhưng mà tao thấy có nhiều cách mà. Mày đâu nhất thiết là phải làm vậy đâu. Chị theo mày cách nào? Mày tưởng rằng cái tấm bằng đại học của mày sau khi tốt nghiệp á, rồi mày đi làm được bao nhiêu tiền, rồi mày sinh hoạt cuộc sống riêng của mày, rồi mày gửi về quê được bao nhiêu tiền mày lo cho ba mẹ mày? Tại tao với mày á là bạn ở dưới quê lên đại học, mình là con gái quê lên, mình phải giữ được cái nhân cách của mình chứ. Nhân cách nó có lo cho mày không? Nhân cách nó có cho mày tiền không? Nhân cách nó có mua nhà, mua xe, phục vụ gia đình của mày không? Mời bác, ngày mai bác về hả bác? Ừ, mai bác về quê. Sao bác về sớm vậy? Bác không mau lại chơi thêm nữa đi. Tuyết Anh. Dạ. Này bác hỏi thiệt con nha,
hình như con với anh giàu có gì đó giấu bác đúng không? Dạ, dạ không có đâu bác. Thôi, bác đừng nói vậy, anh giàu nghe được là nó giận con đó bác. Sao không giận? Lúc trước bác thấy hai đứa ở chỗ cũ, chỗ đó bác thấy yên tâm, mặc dù nó không có đầy đủ tiện nghi. Rồi chuyển qua bên đây ở như vậy, tốn kém. Rồi thấy cách sống của anh giàu, bác thấy cũng hơi lo. Tuyết Anh, cuộc đời cô chỉ có mỗi một mình con giàu, nó là lẽ sống của cô. Cuộc đời cô sống mà có vui, có sướng, có khổ gì, cô không có màng. Cô chỉ thương nó và lo cho nó thôi. Nếu mà nó có chuyện gì chắc cô chết chứ cô không sống nổi đâu con. Tuyết Anh, cô nói thiệt, cô thấy con là một cô gái tốt. Con giàu nó làm bạn của con, cô thấy rất là yên tâm. Hai đứa sống chung như vậy cô mừng lắm. Nếu như mà con thương cô, con thương con giàu, thì con hãy giúp nó. Có chuyện gì con nói cho cô biết nha Tuyết Anh. Nhà cửa thì ở với tụi con mấy bữa rồi về dưới coi cũng được mà. Bây giờ dưới mẹ trong nhà xong rồi á. Lên chỉ có gì tới dưới mẹ nhớ gọi liền cho con nha. Về đây khẩu trang tiếp đi. Mình đi xe tới rồi. Dạ. Mình ra đi. Để con chắc không. Chị Giao phải không? Dạ đúng rồi. Nó đưa giỏ chứ. Để tôi cầm nổi. Mẹ về tới dưới nhớ gọi cho con liền nha. Rồi yên tâm, mẹ về mẹ gọi. Mẹ nhớ lại khỏe nha. Dạ, mẹ về mạnh giỏi nha. Cô về cẩn thận nha cô. Hai đứa lại nha. Thôi mẹ dịnh anh đi, để anh chạy xe mẹ. Tâm chưa con? Daddy! Anh nhớ cục vàng quá. Mẹ về sáng hả? Dạ, mẹ mới về rồi. Trời ơi, ở gì mà lâu quá, anh nhớ khi ghê luôn á. Thì giờ mẹ em về rồi đó. Trời ơi. Nhưng mà mấy hôm nay Daddy có đi chơi ở đâu không đó? Không, đâu có đi chơi đâu. Chủ yếu là tập trung nhớ em thôi. Đằng bữa nay có gì á là nè, mà mẹ về có cho tiền mẹ không vậy? Dạ có. Tội mẹ em lắm. Giờ nhà dưới quê dột trơn rồi. Mà mùa mua đích đi biết rồi đó. Em biết sao. Trời ơi, an tâm. Có tiền cho em gửi về cho mẹ sửa nhà ngay. Mà nè, còn mẹ bây giờ lớn tuổi rồi, già rồi, ăn uống không bao nhiêu, cứ cho tiền mẹ xài thoải mái nghe không? Có gì anh lo. Dạ. Quá trời ơi. Đi có nhà số 1 luôn á. Ừ. Bây giờ thì lên đi. Đi. Thôi ơi, mấy ngày rồi mới được lên cái giường này nằm nết. Thôi ơi, cưng quá. Anh nhớ em quá đi. Từ từ. Giàu. Ai vậy? Mẹ. Ngày mai cô về quê đúng không cô? Đúng rồi. Nếu như mà cô không biết sự thật ấy, thì ngày mai cô quay lại nha. Sao chạy ra đây vậy? Em biết anh ở đây nên em ra nè. Trời ơi. Trời nắng nôi đi ra đâu vậy? Anh uống nước đi. Trời ơi. Đi làm mà mồ hôi đổ đầy luôn. À. Trời, đã khát quá. Nắng mà đi ra đây làm chi vậy? Thì ra đây có chuyện mới ra chứ. Chuyện gì? Em với anh á quen nhau cũng lâu rồi mà không thấy anh nói gì hết trơn.
Sao không nói? Ngày nào mà không nói? Anh nói nhiều lắm luôn á. Không phải, ý em là chuyện kỳ kỳ. Chuyện gì? Mấy đứa bạn của em giờ á, nó đẻ con hết rồi đó. Hả? Trời, em muốn đẻ con luôn hả? Không, ý em là cưới á. Trời, cưới nó cưới làm hết hồn hết. Chú Chín Đâm á, nói anh chán chừng xong đợt này xong á, chú cho anh một má á. Thì anh có nói với má rồi. Ba hỏi cưới em nha. Anh nói thiệt không? Thiệt chứ. Yên tâm nha. Thôi, nắng quá em cứ về đi. Rồi không biết nữa, chắc tháng nữa đi. Rồi có gì thì ba má rồi gặp ba má nha. Anh nói thiệt không? Thiệt chứ. Anh đã giờ có gạt em đâu nè. Thôi, về đi. Với lại trưa nay á, là anh dắt đàn trâu qua bên cái làng trên á. Em gọi lên cơm cho anh nha. Còn chiều về anh dắt. Nhớ ghé em nha. Dạ. Chưa khỏi đem cơm cho anh nha. Em biết rồi. Đó. Em. Sao giờ này anh mới tới? Còn chuyện cưới á, ba anh nói làm sao? Tạm thời anh không có chăn trâu nữa. Anh với gia đình dọn qua làng khác rồi. Còn em thì sao? Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà anh hứa anh cưới em mà. Nhưng mà ba anh không đồng ý cho anh cưới. Nhưng mà anh hứa với em là anh cưới em mà. Em có tin anh không? Em có thương anh không? Chờ em nha. Nhất định anh sẽ về. Khi gia đình anh khá giả hơn, anh sẽ về để cưới em. Sự người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao. Nếu một ngày người em yêu bồn bã, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi buồn bã, anh vẫn chờ em dấu muôn ma. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên luồng chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Anh đau lắm em có biết không, từng ngày ngồi nhớ mong, để rồi vài ngóng trông kỷ niệm chất chiêu. Mưa còn rơi những chiều anh ngồi đây vô liêu. Người đang ba đâu rồi mẹ? Nghe mẹ nói nè, ba con đi xa rồi. Nhưng mà con có mẹ thương con, được không? Em cô đơn đau nặng hơn ngày mình xa nhau. Có đôi mắt nào buồn hơn bao nhiêu em buồn. Hôm nay bữa đông mà sao anh có mặt ở đây? Con hả? Con ai nhớ con hả? À, bay là đứa nào mà biết tên cô vậy? Con Hai quên con hả? Con là thằng Thủy, chăn trâu của làng mình hả? À, hóa ra là thằng Thủy. Dạ. Ủa, bay đi đâu mà mất biệt, không thấy bữa nay về sao ăn mặc bảnh tỏn vậy nè? Dạ, con với gia đình dọn qua làng bên đó cô. Thì
làm ăn cũng ổn ổn, thì con mới về lại làng của mình. À cô Hai, cho con hỏi là cô Hai biết Lam đang ở đâu không cô Hai? Sao sáng giờ con đi tìm cả sớm luôn mà không có thấy Lam? Nó đi đâu rồi, nó dắt con nó đi đâu rồi? Ủa, cô biết Lam đi đâu không con? Sao tao biết? Hồi xưa hai đứa bay cũng thương nhau mấy năm rồi, tưởng là bay làm đám cưới với nhau rồi, mà sao tự nhiên vậy? Bây giờ về hỏi tao cũng đâu biết đâu. Cô nói là Lam dắt con đi hả cô? Ừ. Vậy là Lam có chồng rồi hả cô? Chưa có chồng. Nếu mà Lam chưa có chồng sao có con vậy con? Tao biết con ai đâu, con ai sao mày hỏi tao, tao biết đâu. Dạ. Nếu mà cô có biết mà Lam đi đâu á, có gì cô nhớ nhắn lại cho con nha. Dạ, con cảm ơn con Hai nha. Phần mãi một người bà. Cô đã làm chuyện gì vậy? Ông đã làm chuyện gì vậy? Bà hãy nói vậy là sao? Tôi làm chuyện gì? Hạnh vừa nói cái gì? Nói rõ ra đi. Đó là con gái của ông. Cái gì? Nói thiệt vậy sao? Chết tôi rồi. Chị thì là sao vậy mẹ? Sao mẹ nói với con là ba đã mất rồi? Có một người bạn ở bên ta, chính là một điều thật quý giá. Vì tôi thấy lòng người sống quá vội vàng, sống quá vô tâm. Tôi chẳng biết mọi người tính toán làm gì, cứ mãi hơn thua. Dòng đời đôi khi như cơn bão lớn, đường dài xa xôi tôi không thấy lối, mịt mờ phía sau cũng chẳng thể quay đầu. Chỉ cần đôi tay cho tôi nắm lấy, người nào bên tôi yêu thương dẫn lối, giàu thế nào. Dạ, em cứ bỏ anh. Dâu dài xa xôi tôi không thấy lối, mịt mờ chùm cô này nó không trả tiền em.